hạn, bạn còn gì để dặn dò với thí sinh của mình trước khi vào cú máy cuối cùng? Ok, hồi nãy lúc mà em lên dặn dò thì micro chưa có mở, và nãy chưa nghe được gì cả, bây giờ tôi được chặn lại. Em cứ dặn lại. Ok, 1 giây, 2 giây thôi nhé. Diễn cái màn hình đâu, tại sao em đang mặc bộ đồ mùa hè ngoài đúng không? Tại sao mà chân của em lại không có như thế? Những cái thật không có được tạo dáng an toàn, mình là một ngôi sao muốn mọi tất cả ống kính thu hút về phía mình là thế nào? Không có được an toàn như thế. Đang đồ mùa hè đúng không? Khi mà ra điều này ra là sao tất cả mọi người đều phải nhìn thấy mình? Mình có thể khi lên sân khấu, khi đứng trước tất cả mọi người, mình thể hiện cá tính của mình lặp lại nhé. Và ngay hồi nãy dành cho họ tất cả những nụ hôn mà họ đã dành cho mình, những tràng vỗ tay thật kiên kỳ vào, thật thức tha vào như một nữ hoàng mùa hè. Ok, làm được không? Bây giờ thì không được quyền nhắc nữa đó. Ok. Nhớ nha Trâm Anh, những cái chứng chữa sự kiện chuyển lại cho mình là bạn có đủ tự tin khi chỉ được chỉ cho thí sinh của mình một cú máy? Thật ra thì ở lúc mà ở trong tất cả những cái vòng thi còn lại phía trước thì cũng không có nhiều thời gian, tất cả chỉ được huấn luyện các bạn trong một khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng đó cũng là một trong những cái bài tập, bài học mà bây giờ thì chúng tôi trên đây chỉ cần nói một vài lời các bạn biết các bạn sẽ phải làm gì. Thật ra các bạn là những người đều có căn bản, có tài năng thì mới có thể bước đến đây, nhưng thiếu sự định hướng và chúng tôi mỗi ngày để định hướng và đưa những các bạn những ý kiến mà chúng tôi phải trải qua rất là nhiều thời gian, có thể là 10 năm, mười mấy năm thì mới có những kinh nghiệm đó. Và bây giờ các bạn có được những kinh nghiệm đó trong phút chốc này. Rồi khán giả hơi lên nữa. Được tính lên.
Thank you.
Game và xin cảm ơn tất cả các bạn paparazzi. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai thí sinh Quỳnh Anh và Trâm Anh cùng bước ra sân khấu.